Bão Trà My đang gia tăng sức mạnh và di chuyển với tốc độ nhanh, dự báo tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian tới. Dự kiến khoảng ngày mai, 24 tháng 10, bão di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trong năm nay. Nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi bão vào Biển Đông sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây, cường độ tiếp tục mạnh thêm. Bão Trà My đang ở cấp 9, nhưng sau khi vào Biển Đông có thể tăng lên cấp 12 và cấp 15. Do ảnh hưởng của bão Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ sáng mai 24 tháng 10, tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m. Vùng gần tâm bão sóng có thể đạt 6-8m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đây là cơn bão hoạt động hết sức phức tạp. Ban đầu, các mô hình dự báo cho rằng bão đổ bộ vào khu vực Quảng Đông và đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Đến sáng 22 tháng 10, nó chuyển hướng vào khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc và sau đó vào khu vực vịnh Bắc Bộ của nước ta. Nhưng đến chiều 22 tháng 10, các mô hình dự báo của Mỹ và Nhật Bản đều có chung nhận định bão ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Hướng di chuyển của bão Trà My phức tạp do chịu tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống phía Nam. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, nhiệt độ không khí giảm sâu, tác động của nó làm hướng đi của bão lệch xuống phía Nam. Nếu không khí lạnh mạnh thêm, nó có thể khiến vùng tâm bão đi qua, ảnh hưởng Đà Nẵng. Điều đáng chú ý hơn là bão còn tiếp tục mạnh lên khi vào Biển Đông và giữ nguyên cường độ cấp 12, giật cấp 15 khi vào gần bờ. Thưa quý vị, Trà My là cơn bão cuối cùng nên thường rất thất thường, phức tạp và dễ thay đổi. Dự báo bão còn liên tục đổi hướng, có thể đổi từ hướng Tây Bắc sang hướng Tây Nam. Cơ quan khí tượng dự báo bão Trà My sẽ đạt cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15 khi tiến vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa trước khi di chuyển vào miền Trung của nước ta. Và theo nhận định của các mô hình dự báo thì khi tiến về vùng biển các tỉnh miền Trung, bão diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường do sự chi phối của nhiều yếu tố. Trong khi đó thì một số chuyên gia cũng nhận định bão Trà My có thể giảm cấp khi vào gần bờ vì chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy nhiên, chính không khí lạnh này gặp mây đối lưu và hoàn lưu bão sẽ tạo một đợt mưa rất lớn kéo dài ở miền Trung. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thì từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão. Và điểm đáng chú ý tiếp theo là sau cơn bão số 6, thì nhiều dự báo từ đầu tháng 11 trên vùng biển Tây Thái Bình Dương, khu vực gần Biển Đông, xuất hiện một áp thấp khác có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và các đợt không khí lạnh tăng cường, nên diễn biến của cơn bão Trà My và bão tiếp theo sẽ rất phức tạp. Và ngay từ đầu năm thì Biển Đông xuất hiện 5 cơn bão, trong đó Yagi với sức mạnh siêu bão trên biển và cấp 14, giật cấp 17 khi vào đất liền Quảng Ninh, gây gió to, mưa lớn toàn miền Bắc. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu nhận định, trong những tháng còn lại của năm nay, dự kiến khoảng từ 4 đến 5 cơn bão trên Biển Đông và 2 đến 3 cơn sẽ ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Sáng nay, 23 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến đợt mưa lớn và bão, triển khai lực lượng rà soát điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Đừng vì cái tên dễ thương mà chúng ta chủ quan với cơn bão, được nhận định sẽ là cơn bão mạnh và hướng đi thì thay đổi thất thường. Nhưng với cái tên Trà My, rất nhiều người tò mò ai đã đặt tên và dựa vào ý nghĩa nào để cơn bão có cái tên của một loài hoa đẹp này. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Quy trình đặt tên bão được áp dụng riêng cho từng khu vực trên thế giới. Mỗi khu vực có những quy tắc khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung, giúp người dân dễ dàng nhận diện và nhớ các cơn bão, từ đó tăng cường khả năng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Đối với khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, quy trình đặt tên bão có một số điểm đặc biệt. Các tên được chọn thường là địa danh, tên động vật hoặc thực vật mang ý nghĩa văn hóa của từng quốc gia. Mỗi quốc gia trong khu vực đóng góp 10 cái tên và chia thành 5 danh sách xoay vòng qua các năm. Tên Trà My trong năm nay được đề xuất từ Việt Nam.
Việc đặt tên cho các cơn bão vừa có mục đích đơn giản hóa công tác dự báo và cảnh báo, vừa mang lại ý nghĩa lớn trong việc truyền tải thông tin tới người dân. Những cái tên cụ thể, dễ nhớ, giúp các phương tiện truyền thông dễ dàng đưa tin hơn, giúp người dân nắm bắt kịp thời các cảnh báo, từ đó có kế hoạch ứng phó kịp thời. Trong một số trường hợp đặc biệt, tên của những cơn bão có thể bị loại bỏ khỏi danh sách nếu chúng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Ví dụ, cơn bão Sao Mai được đề xuất bởi Việt Nam từng bị Hàn Quốc yêu cầu loại bỏ do gây hậu quả nghiêm trọng. Tương tự thì nước ta cũng đề nghị loại bỏ tên bão Chanchu vì những thiệt hại lớn mà cơn bão này gây ra. Trong khi miền Bắc đón không khí lạnh tràn về, miền Trung chuẩn bị đón mưa lớn và có thể là bão, thì tại các tỉnh thành phía Nam, tình trạng ngập nước do triều cường liên tiếp diễn ra vào chiều tối. Và tại các đô thị, lượng mưa nhiều nơi vượt mức 100mm khiến cho tình trạng ngập, kẹt xe tiếp tục kéo dài, đảo lộn cuộc sống thường nhật của người dân. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ, nhiều nơi bị ngập sâu do triều cường cao kỷ lục kết hợp mưa to. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tại giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nối với cơn bão Trà My, cộng với nhiễu động gió đông trên cao đang hoạt động mạnh trên khu vực Nam Bộ, là nguyên nhân khiến nơi đây có mưa vừa, mưa to trên diện rộng kéo dài nhiều ngày tới, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn đây là những gì để lại sau cơn mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm chiếc xe máy ngập tận yên xe trong tầng hầm chung cư. Tình trạng triều cường lên cùng lúc mưa lớn khiến nước tràn vào chung cư thường xuyên xảy ra. Trước đây, chung cư chuẩn bị bao cát gần cửa hầm. Khi có sự cố nước tràn vào thì dùng bao cát chắn lại. Lần này thì mọi sự chủ động đều trong vô vọng. Triều cường kèm mưa lớn kéo dài, nước từ đường chảy tràn vào hầm ba chung cư ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hơn 100 xe máy, 3 ô tô bị nhấn chìm. Sau gần 2 ngày bị cúp điện nước, nhiều cư dân chung cư mới trở lại căn hộ sinh hoạt bình thường. Trước đó, nhiều cư dân phải ngủ nhờ nhà người thân hoặc thuê khách sạn nên bất tiện. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo phường liên tục liên hệ lực lượng phòng cháy chữa cháy mang 4 máy bơm hút nước trong hầm, điều động lực lượng địa phương hỗ trợ người dân đưa xe ra khỏi hầm sau khi nước được rút hết. Tính đến 21 tháng 10, toàn tỉnh có trên 120 hectare lúa và cây ăn trái bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn trong những ngày qua ở các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành và thị xã Long Mỹ. Một số loại cây trồng khác bị ngập cục bộ nhưng chưa ghi nhận thiệt hại năng suất. Ngành nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục thống kê, theo dõi và ghi nhận ảnh hưởng của triều cường đến sản xuất của người dân. Theo dự báo, trong những ngày tới, mưa và triều cường còn diễn biến phức tạp. Mực nước trên các sông, kênh rạch và nội đồng ở mức cao trên báo động 3 từ 0,15 tới 0,35m, gây ngập lụt diện rộng ở vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao với thời gian kéo dài từ 2 tới 6 ngày. Ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tra soát, ghi nhận thiệt hại, tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân gia cố bờ bao, cống đập, khai thông dòng chảy, tích cực bơm chống ngập, bảo vệ diện tích lúa và các loại cây trồng khác.